Spyroom đã có group Facebook. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì ngay hôm nay. Các bạn đang lắng nghe bài viết Chúng ta có nên ngồi đối diện khi hẹn hò của tác giả Iskhoi được đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời mọi người cùng lắng nghe bài viết này nha. Sau khi bạn gái tôi chuyển đến Chicago để du học trong 6 năm, chúng tôi đã thống nhất rằng cả hai sẽ tạm thời chia tay. Phải, chia tay vì chúng tôi đều không hề có hứng thú với việc yêu xa, chứ không phải vì mâu thuẫn hay không tin tưởng nhau gì cả. Chúng tôi vẫn trò chuyện mỗi ngày, vẫn treo nhau xen lẫn tâm sự và vẫn send nudes mỗi khi có hứng. Chỉ là chúng tôi không còn cam kết vào một mối quan hệ tình cảm nữa thôi. Có nghĩa là tôi hoàn toàn có quyền đi hẹn hò với người mới và em vẫn vô tư crush các senpai của mình. Nhưng mà tôi sẽ không có ý định nói nhiều về mối quan hệ kỳ quặc này đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ một số điều thú vị mà tôi nhận ra khi đi hẹn hò trong thời gian gần đây thôi. Tôi thì không thực sự xuất sắc lắm trong việc hẹn hò, cũng như khả năng bắn tín hiệu cho phụ nữ. Tất cả những mối quan hệ tình cảm mà tôi có trong quá khứ đều là từ trên trời rơi xuống. Tôi chỉ tự tin và giỏi trong việc là một người bạn trai thuần túy mà thôi. Vì thế mà khi bước chân ra thế giới bên ngoài và bắt đầu đi hẹn hò, tôi đã thực sự choáng ngợp vì nhận ra mình lạc hậu như thế nào. Cô gái đầu tiên tôi hẹn hò sau khi tạm thời chia tay là một cô bạn cùng tuổi. Tôi gặp cô ấy lần đầu trong một quán pub chuyên biểu diễn live rock và ngay lập tức nhận ra cô là một con người cực kỳ năng động, đáng yêu và thân thiện. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và kết thân. Buổi hẹn hò đầu tiên, cô ấy bảo tôi chở đến một trong những cây cầu cao nhất thành phố và rủ tôi trèo ra bên ngoài lan can. Tại đó thì chúng tôi đã hút thuốc, ngắm cảnh vật bên dưới và tận hưởng một cảm giác thoải mái, tuyệt vời trong sự yên lặng tuyệt đối. Mặc dù tôi vẫn nơm nớp sợ té lắm. Và rồi mọi thứ cứ tiếp diễn như trong một giấc mơ. Chúng tôi ngày càng trở nên thân mật và gần gũi hơn. Tôi cảm thấy lựa chọn tạm thời chia tay này thật đúng đắn. Cho đến khi... hôm đấy, tôi hẹn cô ấy đi ăn tối. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi không nhận ra điều đó cho đến khi ngồi vào bàn, rằng tôi chuẩn bị phải nhìn vào đôi mắt cô ấy. Cô gái mà tôi đã gần gũi hơn một tuần, chỉ để trò chuyện. Nghe đơn giản nhỉ? Thế mà bỗng dưng tôi trở nên lúng túng một cách chưa từng thấy. Liên tục báp báp trong câu từ và mồ hôi thì dấp dính khắp người. Đó là khoảnh khắc mà tôi đau đớn nhận ra rằng gần gũi với một ai đó về mặt thể xác thật đơn giản, nhưng sự thân mật trong tâm hồn mới là thử thách to lớn nhất. Sau đó thì... đương nhiên là sẽ không có sau đó. Tôi và cô ấy không còn gặp nhau nữa. Khi nghe tôi kể thì bạn gái đã tạm thời chia tay của tôi phá lên cười và bảo rằng lẽ ra tôi nên tiếp tục duy trì mối quan hệ đơn giản với cô gái kia, thay vì tìm cách đặt chân vào lãnh địa tâm hồn của nhau. Nếu làm thế thì tôi đã có nhiều thời gian với cô ấy hơn. Tôi nhìn vào cái mini screen với gương mặt của tôi trên Skype và cảm thấy trong mình thật ngu ngốc. Nhưng chẳng sao, tôi đâu nào vì thế mà bỏ cuộc. Một phần cũng là vì đã lâu không có cơ hội rèn luyện, nên tôi có hơi mục ruỗng và chậm chạp tí thôi. Sau biến cố ngắn ngủi đó, cùng với sự ủng hộ từ cô bạn gái đang tạm thời chia tay, tôi đã tiếp tục lao ra ngoài kia và cố gắng cải thiện tình hình hơn. Chung quy, có cả thảy 4 điều bạn có thể ghi nhớ trước khi tìm cách bước vào lãnh địa tâm hồn của một ai đó. Hãy chú ý rằng, đây không phải bí kíp tiếp cận phụ nữ và giúp bạn trở nên mặn mà hơn hay gì đâu. Đây chỉ là những điều tôi đã tự học được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm kết thân với những con người khác giới, chỉ để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của bản thân tôi. Nó sẽ chẳng giúp bạn lên giường được với ai đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ vì bạn đã ABC nên bạn có quyền XYZ. Đây là một sai lầm cổ điển của cả nam lẫn nữ. Mỗi con người đều có nhiều mặt đối lập. Đừng ngạc nhiên khi bạn có thể bắt gặp những họ khác nhau. Đừng nghĩ rằng bạn đã hiểu họ và cũng đừng vội đánh giá người ta. Cô gái trong câu chuyện trên chỉ đang tìm kiếm một mối quan hệ thể xác.
những thứ khác với cô ấy đều không quan trọng, hoặc cô hoàn toàn không hứng thú. Bởi vì tôi đã có chút gần gũi với người ta, tôi tự cho mình cái quyền lấn sân vào lãnh địa tâm hồn của họ mà không chuẩn bị trước, và kết quả là tôi đã bị từ chối. Với một mối quan hệ tình cảm đã kéo dài cũng tương tự, những câu nói thuộc hàng top những thứ có thể khiến bạn mất điểm trong mắt người thương mình, kiểu như "Nhưng anh là bạn trai của em mà, anh có quyền." "Chúng ta đã yêu nhau lâu thế mà anh vẫn còn giấu em sao?" Đừng quên, có những cặp đôi đã bên nhau 5 năm, 10 năm, 50 năm, nhưng họ vẫn có lãnh địa riêng trong thế giới của mình mà người kia không thể xâm phạm được. Đừng thúc ép họ, hãy cho họ thấy thực sự bạn quan tâm và tôn trọng họ. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ sẵn sàng để chào đón bạn vào. Chỉ là đừng quá thất vọng nếu như thời điểm đó có vẻ như sẽ không bao giờ đến. Ngược lại với định kiến xã hội, bạn nên tìm cách gần gũi thể xác trước. Ê chà, khoan hãy hiểu nhầm nha. À lê hấp nhảy vào gần gũi với một người xa lạ có thể sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm tồi đấy. Gần gũi thể xác là những điều nhỏ nhặt như khẽ chạm tay vào một cô gái, hay giúp cô ấy gỡ một thứ vô hình nào đó đang dính trên mặt hoặc tóc của cô chẳng hạn, rồi kín đáo quan sát phản ứng của họ. Đó là những cách có thể giúp bạn thăm dò suy nghĩ của phụ nữ về bạn dễ dàng hơn nhiều so với việc hỏi mấy câu như "Em có thấy nhạt quá không?" hay "Trái tim em liệu có còn chỗ trống nào cho kẻ hàng này?" Với phụ nữ thì điều này còn đơn giản hơn. Một động tác sửa vai áo hay chỉnh lại cravat một cách tự nhiên khi đang nói chuyện với một người đàn ông mới quen có thể dễ dàng khiến bạn trở nên đầy ấn tượng và khó quên trong mắt anh ta đấy. Kiểm soát tia nhìn của bạn một cách có ý thức. Đừng bắn laser như Cyclops liên tục vào nhãn cầu của người đối diện. Vâng, eye contact là vô cùng cần thiết, nhưng không phải ai cũng thoải mái khi giao tiếp bằng mắt, và bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó trong ánh nhìn của người đối diện. Đừng có chằm chằm trừng mắt vào người ta trong suốt buổi hẹn hò. Thay vào đó, hãy nhớ rằng chất quan trọng hơn lượng. Nhìn vào mắt họ khi bạn giới thiệu bản thân, khi bạn vừa đặt xong một câu hỏi, hoặc khi bạn biết họ sắp sửa nói điều gì đó quan trọng. Hãy sử dụng eye contact như một tín hiệu để thể hiện sự chân thành của bạn, thay vì liên tục vung vẩy nó một cách bất cẩn và khiến bạn trông như một kẻ tuyệt vọng. Và cũng đừng nghe theo những bài viết cẩm nang tán gái, mà hãy nhìn vào chân mày hay trán của người đối diện thay vì mắt nhé. Cách đó cũng rẻ tiền và hời hợt hơn chính cái cẩm nang vớ vẩn đó vậy. Hãy khiêm nhường một cách tự tin, chứ đừng tự tin một cách khiêm nhường. Có nghĩa là bạn không nên và không cần phải khoe khoang bất cứ điều gì về bản thân mình cả. Một người phụ nữ tinh tế sẽ luôn có thể nhận ra những điều tốt và xấu thông qua ngoại hình và cử chỉ của bạn. Một bộ trang phục đơn giản nhưng lịch lãm với khuôn mặt được chăm sóc, cộng thêm một mùi hương dễ chịu, sẽ nói to hơn bất kỳ câu chữ sáo rỗng nào. Chỉ nên đề cập về công việc của mình với người bạn vừa quen nếu như cả hai làm trong cùng một lĩnh vực hoặc người kia chủ động hỏi bạn. Kêu ca rằng, "À, anh chỉ đang quản lý các danh mục đầu tư cho vài tập đoàn đa quốc gia thôi mà." Là cách nhanh nhất để người khác đánh giá bạn là hợm hĩnh, cho dù bạn có nói một cách khiêm nhường thế nào đi chăng nữa. Hãy để tác phong và khí chất của mình tự làm tròn vai trò của nó. Và đừng quên, việc bạn không nói ra mọi thứ về bản thân sẽ khiến bạn trông bí ẩn và quyến rũ hơn nhiều. Giống như câu nói mà tôi hay thấy trong một bio ở 69% các profile trên Tinder tại Việt Nam vậy. Và oh yeah, Elle Việt Nam thực sự đã viết và trích dẫn như thể Gosho Aoyama là một tiểu thuyết gia tình cảm lãng mạn người Nhật, với câu nói để đời khi mô tả về phái đẹp đấy. Kết. Là một người con trai sắp tròn 25 tuổi, tôi thực sự không có quá nhiều thành tựu hay những điều thú vị về bản thân để có thể gây ấn tượng với người khác giới. Giống như đại đa số nam giới trên đời này, tôi nhạt nhẽo lắm. Và như đã nói ngay từ những dòng đầu đấy, các mối quan hệ tình cảm tôi có toàn là trên trời rơi xuống. Tất cả những gì tôi làm là trung thành với chính con người mình một cách tự tin nhất có thể. Mọi thứ về tôi chỉ nói lên rằng, "Này bạn ơi, tôi chỉ có thế này thôi." Nhưng những thứ bạn thấy là hoàn toàn thật và chân thành đấy. Bạn sẽ dành thời gian cùng tôi chứ? Đừng mất thời gian để thể hiện bạn là một mẫu người thú vị đến chừng nào. Thay vào đó, hãy làm một con người tự tin với những gì khiến bạn cảm thấy thú vị.
và những mối quan hệ tuyệt vời cùng những con người đồng điệu nhất sẽ tự rơi từ trên trời xuống thẳng vào mặt bạn. Nhưng cũng phải bỏ chút công ra mà đỡ lấy họ nha. Gần đây, có một bài viết về sự nhạt mà tôi đọc được trên Spider Room và cảm thấy rất khoái với câu này. Hãy biến đam mê sở thích của mình trở thành sức thu hút tự thân, chứ không phải chối bỏ nó và cố gắng tìm cách trở thành một người tiêu chuẩn hóa. Một người đàn ông mà chỉ biết dựa vào cái máu chó. À, ý tôi là dòng máu alpha male gì đấy mà quyến rũ người khác, để rồi lại ứng xử như một con gà trống, thì cũng giống như một người phụ nữ chỉ trông chờ vào việc khoe mèo để trở nên thú vị vậy. Như thế thì nhàm chán lắm. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Còn mình là Nam, đến từ Spy Room.